Trần tâm sự với quý bạn về sự việc diễn ra ở bước ngoặt của cuộc đời Huyền Trần cách đây 30 năm. Huyền Trần đã gói kín lại. Hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới, thì Huyền Trần sẽ mở một phần. Mời quý bạn hãy lắng nghe. Năm 1991, sau khi sinh con thứ ba, Huyền Trần đã nghỉ chế độ trả lương một lần, về quê nhận ruộng và đất ở. Ruộng thì khi đấy là một chiếc thùng lò gạch. Cụ Chút đang thả cá, phải chờ cụ ấy thu hoạch cá xong thì cụ ấy mới trả cho mình làm. Thế còn đất ở thì sao? Đất ở là được bà con chòm xóm cho luôn mỗi người một bãi rau muống ở cạnh thùng lò gạch đó. Thì bà con chòm xóm đã rất là thương mến, thông cảm và đã cho Huyền Trần. Nhưng lúc đấy cuộc sống khó khăn lắm. Huyền Trần làm gì có tiền mà làm nhà để mẹ con Huyền Trần ở, khổ lắm. Khi mà cái cơ chế bao cấp chuyển nhường chỗ dần cho cơ chế thị trường thì đó cũng là tình hình chung của xã hội, rất khó khăn. Hàng ngày Huyền Trần đã phải làm giá đỗ, ra chợ bán, một tay cắp con, một vai quẩy giá, và bên mạng sườn kia lại là một thằng con níu áo mẹ. Mấy mẹ con Huyền Trần hàng ngày cứ dắt nhau ra chợ bán giá đỗ. Thấy Huyền hàng ngày ngồi xảo giá bán ở chợ nính, lại hai bên cạnh là hai đứa con ngồi, nhiều người cũng thấy xót ruột và đã đặt ra những câu hỏi. Tại sao đường đường là một cán bộ bệnh viện, nhiều người dân yêu quý mà lại ra nông nỗi này? Người để lại cho Huyền ấn tượng sâu sắc là bà bán rau thơm. Khi đó Huyền gọi bà ấy là cô bởi vì nhìn cô ấy chắc chắn là ít hơn bố mẹ Huyền vài chục tuổi. Người đó là cô Cát. Một hôm cô Cát bảo: cháu ơi, từ mai cháu cứ đem giá ra đây cô bán cho. Ta thấy cháu tay cắp nách mang, thấy tội nghiệp cho mấy đứa bé. Và cứ thế, gần suốt thời gian làm giá đỗ để bán, cô Cát đã bán giúp đỡ Huyền. Khi ấy giữa Huyền và cô ấy chỉ là tình cảm của người bán lẻ và người giao buôn. Câu chuyện xảy ra rất bình thường. Nhưng về sau này, càng nghĩ lại thì Huyền càng cảm thấy một sự việc diễn ra trong bước ngoặt của cuộc đời mình là không bình thường. Hình ảnh cô ấy cứ không thể phai nhạt trong tâm cảm của mình. Và mỗi đêm dài nhớ lại chuyện xưa, có đêm Huyền vừa cười lại vừa khóc. Sao mình lại bị trời thử thách nhiều vậy? Và rõ ràng hình ảnh cô Cát không phai trong tâm cảm của Huyền. Có lẽ khi đấy cô đấy bán giúp thôi, không lấy lãi. Nhưng mà ai là người hỏi lại, và cô ấy cũng đã không nói gì. Dãy chuối trồng ở bờ ao, dàn mướp leo quanh vườn, cô ấy cũng bán giúp để Huyền có thêm thời gian chăm sóc con. Và chiến dịch nuôi con của Huyền kéo dài và chồng chất không biết bao là thử thách. Đã thế, năm 1996, Huyền lại sinh con thứ tư. Lúc này, cuộc sống vật chất của Huyền Trần đã khá hơn, nhưng mà những nhọc nhằn thì sao kể hết. Cho nên, Huyền rất là thèm sự bao bọc, thèm khát một sự sẻ chia, nhưng mà còn phải làm và cứ suốt từ gà gáy đến đêm, nai lưng ra kiếm sống, nuôi con, làm gì có cơ hội, làm gì có thời gian tiếp cận với nhiều người trong xã hội để tạo mối quan hệ sẻ chia. Suốt 30 năm qua, sự việc diễn ra thì tôi gói kín lại, nhưng hình ảnh người bán giá đỗ cho tôi, bán rau chuối cho tôi và bán từng
quả mướp cho tôi để tạo cho tôi có thêm thời gian chăm con. Tôi quên làm sao được. Năm 2020, tôi đã làm tròn bổn phận của người mẹ với bốn đứa con trai, là tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình. So với thiên hạ thì tôi chỉ là bình thường thôi, nhưng mà với cuộc đời và số phận của tôi thì đó là một sự quá cố gắng, và tôi chấp nhận với hiện tại. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy mình rất hãnh diện với thiên hạ. Tôi cho là đủ, và tôi phải rất cảm ơn trời Phật, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã che chở cho mẹ con tôi được như ngày hôm nay. Trong niềm vui hôm nay, tôi đã nhớ đến người cô. Cô ấy là đây, cụ Chu Thị Cát. Trưa mùng 3 Tết năm 2021, tôi tìm đến cụ. Nhìn thấy tôi, cụ reo to. Ô, ta có thêm đứa con gái này. Vào đây con. Nghe cụ gọi tôi bằng con, tôi thấy thổn thức từ đáy lòng. Vì từ khi mẹ tôi mất, tôi đâu có được nghe tiếng gọi con trìu mến như thế. Tôi nghe như tiếng mẹ tôi, và tôi đã ôm chặt cụ, nghẹn ngào. Cô ơi, con nhớ cô quá, hôm nay con mới vào thăm cô được. Tôi đã khóc vì xúc động, tôi đã khóc vì câu chuyện cô nhìn thấy ở tôi cách đây 30 năm mới chỉ là góc nhỏ, còn cả gói kín kia thì sao? Cụ hỏi tôi, con có phải hỏi đường không? Tôi không trả lời được, mà tôi lại rất khẩn khoản rằng, cô ơi, con đã lo vợ cho các con của con xong cả rồi. Chúng nó đã có việc làm ổn định ạ. Từ giờ, có dịp con lại vào thăm cô nhé. Cụ vui lắm. Cụ nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, sáng sắc một ánh mắt mong đợi. Chúc mừng. Tôi mừng tuổi cụ. Cụ đặt lên ban thờ của ông và nói cùng ông những điều gì đó. Nhưng tôi đã nghe thấy rõ câu. Ông ơi, cái huyền nó vào chúc Tết nhà mình. Tôi coi nó như con gái mình ông nhé. Tôi thoạt nghĩ, chắc ngày đó cụ bà cũng đã chia sẻ với cụ ông về cái sự việc, hoàn cảnh của mẹ con tôi. Tình người thật sự là ấm áp và bao la. Tôi đã được cụ và các con của cụ đón tiếp tôi với một cái tình cảm ân cần, quý giá. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hôm nay tôi đến gặp cụ ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2021. Tôi cùng đi với các anh hai chị hai trong câu lạc bộ quan họ của chúng tôi đến chúc Tết cụ, bởi vì cụ có hai người con cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ quan họ Nính Việt Yên Bắc Giang. Cũng là mùa xuân, cụ được nhà nước chúc mừng thọ tuổi 80. Một sự tình cờ là khi bắt đầu nghĩ đến cụ, tôi đã hỏi thăm về cụ, thì người hỏi thăm đầu tiên chính là Hải Yến. Hải Yến là người cùng sinh hoạt câu lạc bộ quan họ với tôi. Nghe tôi hỏi thì Yến bảo tôi là, thế chị hỏi bà em có việc gì? Tình cảm cụ dành cho tôi là một sự nâng niu, âu yếm thực sự. Cụ muốn gần gũi tôi. Có lẽ niềm vui của cụ đã chia sẻ với hàng xóm, cho nên hàng xóm bây giờ cũng lại quý tôi như Hải Yến. Rõ ràng cụ đã coi tôi như con gái của cụ. Biết tôi vào đội quan họ sau bạn bè, cho nên cụ đã để ý, thấy khăn vấn của tôi không đúng. Rồi cụ lại lên đội lại cho tôi. Tôi thật là cảm động.
Xưa cha ông ta vẫn nhắc, có phúc lại có phần, quả là không sai. Cụ có rất đông con, đông cháu, các con cháu cụ đều là những công dân tốt, có ích cho xã hội, khỏe mạnh, chăm chỉ, cần mẫn và được dân làng quý nể. Qua những tâm sự chia sẻ của Huyền Trần hôm nay gửi tới quý bạn, thì Huyền Trần mong rằng lớp trẻ chúng ta cần phải noi gương cụ. Theo Huyền nghĩ thì khi ta làm tốt một việc này hoặc giúp đỡ người khác, có thể người đấy không đền đáp lại được cho ta, nhưng mà bản thân mình sẽ gặp nhiều nhiều điều tốt hơn. Và nếu như có sự nào tín ngưỡng một tí thì rõ ràng là trời đã thử thách những gì mà con người ấy có thể vượt qua. Thế và có phúc thì lại có phần, lưu truyền muôn thuở không sai. Vậy nhé các bạn, nếu như ai cũng đã có những giai đoạn trầm luân như Huyền Trần thì hãy vượt lên sau ngã, và tương lai phía trước sáng lạn đang đợi chúng ta. Xin trân trọng và cảm ơn quý các bạn đã cùng Huyền Trần chia sẻ một kỷ niệm mà suốt đời không thể nào quên. Câu lạc bộ thì tất cả các chị đều làm ra một cái số mà xuất sắc nhất.